Buổi chiều hôm nay thì sư dành để trả lời các cái câu hỏi của các quý vị, các cái vướng mắc, các cái thắc mắc, các cái hãn còn chưa rõ, các cái điều vấn đề chưa rõ trong các cái thực hành thiền của chúng ta, nhằm giúp cho các vị có những cái gỡ các cái nút thắt đó, các cái kẹt đó, các cái mắc kẹt đó. Thì trong các câu hỏi này thì thường thì có một số cái nó có tính chất cá nhân riêng tư từng người. Thì chân các vị nếu có nghe đó thì cũng tiếp thu, nếu mình không có thì bỏ qua nhé. Chứ đừng có, không có người nào giống người nào cả. Cái gì mà thấy, cảm thấy mà mình nó ích lợi với mình thì mình giữ lại, còn cái gì nó hoàn toàn người ta vướng mắc của người ta, đừng có mang cái vướng mắc của người ta buộc thêm vào của mình. Các vị có hiểu ý không? Mình không thấy có vấn đề đó thì đừng có nghĩ làm gì cho vội. Kể cả câu trả lời hay đến mấy thôi, bỏ qua một bên. Để coi, nhưng mà vì đây là chúng ta có đông quá, sư không có điều kiện để trả lời từng người một. Trong các khóa thiền tích cực ở bên Myanmar đó, chỗ sư đó, thì là có cơ hội là các thiền sinh trình pháp cá nhân. Hoặc là trong khóa tu dài cá nhân, thì những câu đó nó có trực tiếp đi thẳng vào từng người một. Ở đây vì chúng ta không có điều kiện, chúng ta phải trả lời chung cho tất gộp lại trong một buổi. Cho nên là chúng ta đành chấp nhận rằng là có những câu hỏi và những câu trả lời mà nó không có liên quan gì đến nhiều mình lắm đó, thì mình bỏ qua sang một bên nhé. Còn những cái gì và rút ra từ đó những bài học kinh nghiệm là chính thôi, chứ đừng có thêm mua thêm cái rắc rối của người khác vào mình cả nhé. Mỗi người sẽ có khác nhau, người ta thấy thế nào đấy chuyện của người ta, còn mình thấy mới là quan trọng nhé. Người ta có thấy nhanh chậm rồi thì nó xoay, nó tròn, nó quay rồi nó thế này thế nọ, đấy chuyện của người ta, mình không có thôi nhé. Mình cứ bám vào những cái lời hướng dẫn của sư đó nhé. Để chúng ta ấy, thì chúng ta lần lượt đi qua các cái câu hỏi xem là những cái chúng ta có thể có những cái vấn đề gì, và từ đó, từ những vấn đề cụ thể có thể sư sẽ đúc kết ra, rút ra những cái chung tổng quát hóa lên thành một cái loại vấn đề nếu mà nó liên quan đến nhiều người. Thì đó là cái mục đích của cái buổi gọi là cái buổi trả lời các câu hỏi của các thiền sinh chiều hôm nay. Câu thứ nhất, theo cái thứ tự đại sư cũng không có sàng lọc lại, cứ để như này thì tự nhiên thôi. Bạch ngài, học bài thi có thể thiền được không? Và phải hành trì như thế nào? Học bài thi có thiền được không? Thì chúng ta phải hỏi hiểu thiền là như thế nào đã, đúng không? Chúng ta phải hiểu cái từ đó, thiền là như thế nào đã. Các vị hiểu thiền là như thế nào? Các vị hiểu thiền là như thế nào? Khi chúng ta hiểu rồi chúng ta biết là con nên có thể thiền được không chứ. Về cứ trả lời ngay là có thể hay không có thể thì vô nghĩa. Việc đầu tiên là phải biết thiền là như thế nào đó. Các vị thì cứ bảo đến đấy tu khóa thiền đó, nhưng mà bây giờ hỏi thiền là như thế nào là các vị trả lời một cách rõ ràng cho sư nghe xem nào. Đã theo là xem đã đúng chưa? Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau đó. Và các vị nhớ điều chỉnh lại, xem lại cái câu trả lời so với câu trả lời của sư thì mình còn cái điều gì nó chưa khớp, chưa đúng thì chúng ta điều chỉnh cái đó. Cái đó gọi là điều chỉnh. Đấy, điều chỉnh chi kiến đó. Cái gì tà kiến thì thành chánh kiến, còn cái gì nó chưa sâu sắc thì chúng ta làm cho sâu sắc hơn, cái nào nó chưa rộng thì chúng ta mở rộng nó ra. Thế cái thiền là cái gì? Và chúng ta lại muốn là học bài thi có thể thiền được không? Hoặc là không phải chỉ là thi đâu mà làm những công việc khác đó. Có công việc khác đó thì có thiền được không? Hả? Đa phần mọi người gật gật, tức là có. Được không? Được. Như vậy là thế, bây giờ chúng ta hiểu thế thiền là như nào mà các vị bảo là được. Hả? Cột tâm trên đề mục là một định nghĩa là thiền. Cột tâm trên đề mục. Còn gì nữa? Hả? Ghi nhận các việc xung quanh bằng chánh niệm. Còn câu hỏi, còn có ai trả lời nữa không? Gì nữa? Còn ai nữa? Mạnh dạn lên, không sao hết á, có ai bắt phạt đâu. Thường việc sư không có phần thưởng. Sư cả có mặt ở đây thì sư có phần thưởng, nhưng mà chúng ta phải hiểu thiền. Thiền thì có nhiều thứ thiền lắm. Ngoài đạo cũng có thiền, trong Phật giáo cũng có thiền. Các vị có nhất trí với sư cái điều đó không?
À, ngoài đạo nó nắm thứ thiền lắm, nào là thiền yoga, thiền là gì, gì buông thư, rồi thiền gì, thiền động nhảy tưng tưng á, hoặc thiền nằm dài buông 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 tay, hoặc thiền âm nhạc thì thiền thiền chữa bệnh, thiền thiền điều khiển kinh huyệt, rồi đủ các loại thiền. Nhưng trong Phật giáo chúng ta thì có mấy loại thiền? Có hai loại thiền. Một là to lên, hai là, có vị trả lời khá chính xác đấy, sư ngạc nhiên lắm. Chứ đồng nhiều nhiều khi là sư gặp cái câu trả lời là thiền định và thiền tuệ. Thiền định và thiền tuệ là cái cách nói nó chưa được, nó gây ra nhầm lẫn. Có hai loại mà ngài Minh Châu thì dùng cái từ chỉ và quán. Chỉ là dịch của cái từ samatha, còn quán là vipassana. Hai cái này thì cái nổi trội, cái yếu tố nổi trội của samatha ấy là định, và cái nổi trội, cái yếu tố nổi trội của vipassana ấy, cái đích cuối cùng của nó ấy, nổi trội ấy, là tuệ. Cho nên người ta đi thẳng vào cái hai cái thành phần cuối đó, người ta gọi đây là thiền định và thiền tuệ, thì nó gây ra nhầm lẫn. Tại vì khi nói đến định cái người ta cứ nghĩ đến là gì, chỉ có samatha thôi mới có định, cái đó hoàn toàn sai lầm nhé. Samadhi, sư nhắc lại các vị biết, samadhi tức là cái định đó có mặt trong samatha thiền chỉ, có mặt trong vipassana thiền minh sát nhé. Samadhi đó, samadhi chúng ta phải hiểu đây là gì, mức độ định, tầng bậc của định, khả năng tập trung của tâm trí, cái mức độ của nó. Còn chỉ và quán là cái phương pháp tu tập với những cái loại đối tượng khác nhau. Phương pháp tu tập, và trong phương pháp tu tập với những đối tượng khác nhau thì nó cũng trong samatha cũng có định, cũng có tuệ. Những cái định và tuệ nó khác với định và tuệ trong vipassana, nhưng mà có cái từ chung là samadhi. Ví dụ trong samatha có tuệ không? Tuệ tuệ gì? Tuệ gì? Thần thông, đúng rồi, thắng trí đó, thần thông đó, tuệ đó, cái tuệ đó. Nhưng mà người ta không nhấn mạnh vào cái tuệ đó, người ta chỉ yêu cầu phía bên samatha làm sao đặt định, từ cái định đấy để chúng ta làm sao có cái nền tảng để chúng ta chuyển sang vipassana, để quán chiếu cái bản chất của hiện tượng, để chúng ta làm sao giải thoát, giải thoát bằng trí tuệ khi thực chứng được cái bản chất của nó. Thì như vậy là trong định, trong samatha có các cái tầng định, còn vipassana cũng có định, mà nói thẳng luôn là không có định là không có tuệ luôn. Sư đã nhắc đi nhắc lại là không có định là các vị chỉ toàn tưởng chi mới thức chi hết à. Sư nhắc lại một lần nữa cái định, cái tuệ chi ở đây đó, nó khác với tưởng chi và thức chi ở chỗ nào. Tưởng chi ấy, nó thấy được cái hiện tượng, nó bắt được, nó nắm biết, nó hiểu được đối tượng, nó biết được đối tượng, và cái đặc tính của nó là như vậy. Còn cái thức chi ấy, ngoài cái việc nó biết được đó, và nó cũng có khả năng biết được cái bản chất của cái đối tượng đó, hiện tượng đó, nhưng nó không có yếu tố tinh tấn là một trong thành phần của bát chánh đạo trong đó, một cái biểu hiện của cái con đường. Như như sư nói, con đường đó, đạo đạo lộ hay con đường ấy, chính là một thành phần của cái tâm tuệ siêu thế đó. Nó không có cái thành phần đó, và không có thành phần đó, nó không có gọi là tuệ để dẫn đến giải thoát được. Mà tuệ ở đây chúng ta đang hiểu, tuệ ở đây là quán trí, hiểu rõ bản chất của hiện tượng nhé. Đấy, cho nên chúng ta, cho nên các vị nó muốn nói là đắc đạo đắc quả đó, nó phải ở ở mức độ định nào, tức là ở bậc tự thiền nào. Các vị không thể nói đến cái chuyện vipassana mà không có định mà lại có tuệ được. Tuệ đấy, cho nên các vị mà đi tu tập vipassana ấy, tứ niệm xứ đó, bị các vị bên cái dòng mà đi tu samatha trước đó chỉ trước quán sau đó, đặc biệt các vị chê là phải các vị toàn, tức là chê là vì các vị là không có tinh tấn, không có liên tục, cho nên các vị chẳng có định, mà các vị cứ nói đến đến những cái đặc tính nhé, vô thường khổ vô ngã, cứ vèo 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 đi vô trong sách ấy. Nên các vị chê là phải đó, không có đúng, không có sai thế nào đâu.
Và chúng ta đừng có tự ái. Chúng ta đừng có tự ái. Chúng ta phải biết là à đúng thế thật đó. Chúng ta chưa giữ được cái chánh niệm liên tục trên cái đối tượng, cho chúng ta chưa cái sát na định nó chưa được có mặt và nó chưa được vững chãi. Sát na định nó chưa được vững chãi. Cho nên là chúng ta không có được cái định đó, mà khi không có định thì cái sự thật đó, chân lý đó, cái khổ đế đó chỉ được là tưởng chi và thức chi thôi, chứ chưa đến mức tuệ chi được. Tuệ chi là phải thấy được trong từng sát na, trong từng sát na cái sự sinh diệt đó. Để chú ý cho các vị, cho nên các vị đi được con đường tứ niệm xứ này đó, các vị cố gắng không chỉ giữ chánh niệm, không chỉ có mà phải có gì nữa, tinh tấn và tỉnh giác trong đó nữa. Cho nên trong cái bài kinh của Đức Phật dạy đó, tứ niệm xứ và đại kinh tứ niệm xứ, hai cái bài kinh đó chủ yếu làm nền tảng cho cái phương pháp thiền bí sát đó, thì là các tỳ khưu chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, vượt qua mọi sầu ưu ở trên đời, không còn chấp thủ bất cứ một không bất chấp thủ không nương tựa bất cứ một việc gì trên đời. Thì đó là cái nội dung của chánh niệm dẫn đến tuệ. Cho nên về sau mới nói tại sao mà tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Như vậy nói sơ qua như vậy để các vị biết là trong Phật giáo chúng ta có hai loại mà thôi, là một là chỉ, hai là quán. Trong chỉ cũng có định và tuệ, trong quán cũng có định và tuệ. Mỗi tội là cái định và tuệ nó hơi khác nhau một tí, và đi sâu thì chúng ta chưa có điều kiện đây, cho thời gian quá ngắn sư không có phân tích được. Nhưng nói sơ bộ như vậy để các vị tránh cái sự chỉ cứ cho rằng chỉ có samatha mới có định mà lại không có tuệ, mà vipassana chỉ có tuệ mà lại không có định. Cái đó là hoàn toàn quan niệm rất là nông, sai, thiếu đủ thiếu không đủ nhé. Các vị chú ý cho sự cái chuyện này để về sau chúng ta lưu ý cho cái đó. Nên có ai chê trách mình là chưa có thế này thế nọ thì chúng ta cũng hãy vui lòng, vui vẻ. Sao vâng ạ, chúng tôi xin tiếp thu và sẽ tự cố gắng nhé. Chứ còn cũng đừng có đi tranh luận với họ nhé. Họ có lộ trình của người ta đi theo con đường đó và con đường đấy là đúng đắn. Cái lộ trình của chúng ta đang đi cũng là con đường đúng đắn. Và chỉ có những bậc thầy đó đã từng chứng ngộ, các từng chỉ ra đó, thì chúng ta cứ thế mà đi thôi. Và chúng ta biết là cái con đường mà gọi là vipassana, cái cỗ xe vipassana đấy có hai loại, một loại là cỗ xe samatha và một loại cỗ xe vipassana. Cỗ xe để đi thì đầu tiên là cái kia là chỉ trước quán sau, khi có định xuất ra khỏi định quan sát các chi thiền hoặc quan sát tứ đại, phân tích tứ đại hoặc là các thứ đó để thấy được cái bản chất thật sự của các hiện tượng đó. Còn cái hành giả vipassana đó quan sát trực tiếp luôn sự sinh diệt của các hiện tượng, tức là chân đế đó, và phải liên tục kiên trì thì cái sát na định nó liên tục vững chắc. Ngài các ngài ví dụ các cái sát na định nó như là trong một sợi dây đó, nó gồm có vô vàn sợi dây nhỏ ti ti đó, nó kết nối lại với nhau vững chắc như nó trở thành có mức độ định. Và khi có định thì mới nhìn sự vật như nó đang là với như là sự thật. Vậy ngắn gọn là như vậy. Thì trước hết là trả lời câu hỏi có thiền được không, thì chúng ta phải biết là chúng ta có thiền được thiền chỉ hay không, hay là thiền quán hay không. Thế ý của các câu hỏi này của quý vị đấy là muốn hỏi về gì? Chắc là đang thiền quán này thì chúng ta hỏi là có thể thiền quán được không. Trong thiền định thì chắc chắn là không có thể rồi. Tại vì cái thiền chỉ samatha ấy, nó đòi hỏi một cái yêu cầu nó tương đối nó yên tĩnh, tuyệt đối tập trung, rồi gì là công phu hạ thủ liên tục, rồi có những cái sự điều kiện hỗ trợ liên quan, đúng không? Ở đây chúng ta đang nói đến gì? Thiền chắc là đang nói đến câu hỏi liên quan đến thiền vipassana. Vậy thì nếu mà chúng ta hiểu rằng là cái vipassana là cái hôm trước chúng ta phải trả lời được ba câu hỏi, thế nào là vipassana, là đối tượng nó là gì, chúng ta phải quan sát nó như thế nào, quan sát để làm gì, thì trong khi mà phải ôn thi hoặc làm bất kỳ công việc gì khác đó thì chúng ta vẫn có thể duy trì cái gọi là thiền vipassana ở mức độ thấp mà thôi, ở mức độ thấp mà thôi. Tức là sao? Có chánh niệm, có tỉnh giác, có tinh tấn nhưng không đủ mạnh.
Yeah. Tại vì chúng ta còn phải có một cái mục tiêu, có một nhiệm vụ nó lớn hơn, nó ác đi rồi. Yeah. Cho nên chúng ta không thể nào mà toàn tâm, toàn trí mà nhiệt tâm ở đấy được, mà chánh niệm ở đấy được, mà tỉnh giác ở đấy được. Cho nên cũng có, nhưng mà chúng ta vẫn có thể duy trì được nó. Và cái đó sẽ giúp cho cái công việc học thi của các vị. Các vị đang học thi đó, các vị mà quan sát được bản thân đó, là đang nghĩ đến chuyện này, chuyện nọ đó, xa rời cái nội dung mà phải ôn tập đó, thì chúng ta quay về cái nội dung ôn tập đó, và nó sẽ giúp ích cho các vị. Có phải vậy không? Nhưng mà chúng ta không có thể nào mà cứ quan sát mãi chỉ cái tâm đó, mà phải tập trung vào cái nội dung của cái đề mục ôn thi đó. Cho nên chúng ta lại phải ngưng lại một thời gian quan sát đó. Nhưng mà thỉnh thoảng mà chúng ta lại để ý được là chúng ta đang nghĩ về việc thi cử, nội dung của thi cử, hay nghĩ sang chuyện gia đình, quan hệ, hay là hàng xóm, vân vân, tất cả. Thì chúng ta làm sao? Quay trở lại cơ hội đó. Như vậy là có hay không? Có thể thực hành thiền không? Ở mức độ nào? Nhé. Và nó có ích không? Chắc chắn là có ích. Và không chỉ là cái tâm nó, và chúng ta quan sát là à, chúng ta đang làm cái gì đây? Có phải chúng ta đang học không? Có phải mục đích của chúng ta học để làm gì? À, chúng ta quán chiếu những cái và chúng ta làm như thế này có lãng phí thời gian không? Có hiệu quả không? À, tất cả những cái đấy phải nhờ có chánh niệm, tỉnh giác để chúng ta mới phát hiện được ra. Cho nên hoàn toàn có thể nói được là khi mà thi, chúng ta có thể vẫn áp dụng các cái kỹ thuật thiền minh sát để quan sát xem là chúng ta làm cái việc đó, thi cử hoặc bất kỳ một việc đó, có đúng đắn không, có mang lại lợi ích thật sự không, có hợp lý không, đúng không? Và chúng ta làm tốt chưa, thế thôi. À, còn những cái khác thì như vô si tỉnh giác thì chúng ta lúc đó chúng ta phải tạm thời dừng sang một bên, nó không có điều kiện. À, nhưng mà không sao, và chúng ta vẫn cứ nên nổi nó thành thói quen rất tốt nhé. Các vị đã thấy câu trả lời này đã tạm ổn chưa? Thứ nhất là thiền là phải xác định thiền gì, hai là ở mức độ nào, nhằm mục đích gì, thì câu trả lời tương đối rõ ràng là chúng ta có thể áp dụng nhé. Nên áp dụng sự chánh niệm tỉnh giác của kỹ thuật thiền mi Vipassana trong công việc hàng ngày, mặc dù không được chuyên tâm 100%, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho các vị nhé, xác định được chúng ta có đi đúng đường, đúng hướng, đúng lối không nhé. Hoàn toàn có ích trong cuộc sống, Vipassana rất là có ích trong cuộc sống nhé, chắc chắn là như vậy. Chỉ có điều là chúng ta không được có cái cơ hội như ở đây đó, 100% thời gian để dành nó phát triển các cái tâm tính cho được. Cái trả lời câu thứ hai của cái Vipassana, các vị cũng nhân đây để các vị cũng được ghi nhận ngay này. Vipassana đó, ngoài cái việc trả lời câu hỏi đối tượng của nó là gì, quan sát nó như thế nào, để làm gì, ba câu đó các vị phải chắc chắn hiểu biết. Nhưng còn một cái cách nhìn khác, một cách hiểu khác, một cách góc độ khác để nhìn cái Vipassana này ấy, đó là một Vipassana là một tiến trình vun bồi các thiện tâm để cho lớn mạnh, để cho nó viên mãn, và nó trở thành khống chế hoàn toàn cái tâm của chúng ta. Chúng ta phải hiểu thiền minh sát là một cái quá trình, một cái tiến trình vun bồi các cái tâm sở tích cực đó. Những tâm sở tích cực đó là gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Chừng nào năm cái yếu tố, cái tâm sở này tích cực ấy, nó khống chế toàn bộ chúng ta, cái tâm trí của chúng ta sẽ thành công. Không có nghi ngờ gì nữa, trong các kinh điển Đức Phật đều chỉ rõ như vậy. Nếu ai có tín, tấn, niệm, định, tuệ một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, một cách viên mãn, chắc chắn vị đó được giải thoát, chắc chắn vị đó chứng ngộ Niết Bàn. Vì sao? Có tín này, có tấn này, có niệm này, có định này, có tuệ. Cái tuệ đấy là gì? Nếu mà tuệ là viên mãn, nếu không phải là minh sát tuệ viên mãn. Định đấy là gì? Nếu không phải là các cái mức độ định tĩnh, các cái tầng thiền viên mãn. À, viên mãn nói về định, mà viên mãn tức là phải có 8 cái thiền chứng đó, và cái cận định thì gọi là cái thanh lọc tâm một cách viên mãn. Thanh lọc tâm, còn tuệ thì là viên mãn là khi chúng ta đắc đạo đắc quả. À, còn thanh tịnh giới, chúng ta sẽ quay lại cái thanh tịnh giới xem có những cái gì gọi là thanh tịnh giới nữa. À, thì những cái yếu tố đấy nó tạo lên cái đó. Cho nên các vị nhớ rằng là khi mà đặt câu hỏi là chúng ta có thể
thực hành cái tứ niệm thiền ở trong khi mà học hoặc là làm công việc khác không? Thì câu trả lời là yes. Vì chúng ta sẽ vun bồi những cái gì trong quá trình đó? Tín. Ít nhất trong này là tin chắc là mình sẽ làm được, tin chắc là mình sẽ vượt qua kỳ thi cử, tin chắc là mình sẽ tìm ra mọi cách để có thể vượt qua các thử thách này. Hả? Có tấn không? Tức là cố gắng nỗ lực vượt qua những cái khó khăn nó đang chướng ngại mình không? Lười biếng nó đến có mặt đấy, chúng ta có vượt được qua không? Thách thức đó, ngủ, buồn ngủ gì, chơi bời các ham thú vui nó đang quyến rũ mình, có vượt được qua không? Tấn đó. Có niệm tức là có nhớ đến cái việc phải làm không? Có định là có kiên nhẫn, kiên trì đeo bám cái mục tiêu làm bằng được cái đó, ngày hôm nay phải làm được xong tương đây câu hỏi trả lời, bấy nhiêu câu hỏi trả lời không? Có tuệ là có hiểu biết cái nội dung mà thi cử hoặc làm công việc hay không? Như vậy chúng ta ở đây có hai cái cách nhìn hai câu trả lời từ hai khía cạnh. Một là phát triển chánh niệm theo hướng là nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác để phân biệt được cho chúng ta xem cái công việc nó giúp cho chúng ta về mặt mục tiêu, về mặt lợi ích, về mặt thích hợp. Cái thứ hai theo nghĩa là có, vì rằng chúng ta đang phát triển tín, tấn, niệm, định, tuệ trong đó, cho nên hoàn toàn là có thể đồng cùng đi song hành cùng cái công việc của chúng ta cũng như thế. Thì đấy là câu trả lời thứ nhất cho cái câu hỏi rất ngắn ngủi nhưng mà cũng được trình bày đây. Không biết các vị đó có được hài lòng chưa? Hả? Không biết ai đó? Ai giơ tay thử lên xem sư biết ai hỏi. À, đi thi. À, rồi. Như vậy là chánh niệm theo cái cách đó, theo cái hiểu, cách theo nghĩa đó. À, chúng ta phải luôn quán chiếu xem là mình đang làm gì. À, cái đúng không, có phù hợp không, có mang lại lợi ích không, có đủ tinh tấn không, vun bồi, tức là có hai cái ý đó nhé. Thì chúng ta hoàn toàn là có thể cái câu đấy, câu này. Cái câu này tuy là ngắn đấy nhưng mà đấy, chúng ta cũng nó động chạm đến cái vấn đề lớn. Thứ nhất là thiền là gì? Thứ hai là bản thân cái thiền Vipassana này nó gồm có những cái cách thấy, cách biết, cách nhìn nhận, cách đánh giá nó từ góc độ nào. Thì ở đây chúng ta hôm nay chúng ta cung cấp thêm một cái góc độ nhìn nữa. Thì nếu có thời gian, vì không có thời gian, nhưng có thời gian thì sư sẽ đề cập đến các cái bài giảng về các yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực đó. Nó trực tiếp liên hệ với thiền vĩnh sát của chúng ta đó. Đây là năm cái ông đồng minh chiến hữu, lực lượng hùng hậu của ta ấy, nó phải có mặt thì nó đánh tan được cái đội quân kẻ thù của chúng ta, kẻ thù trong tâm, chướng ngại trong tâm. Quý vị có biết là cái gì không? Nói đến chướng ngại trong tâm, kẻ thù trong tâm của chúng ta, nó là cái gì không? Hả? Năm triền cái, năm chướng ngại đó, năm chướng ngại của tâm đó, năm cái cấu uế của tâm, năm cái ô nhiễm của tâm đó, mà loại trừ được nó, chấn áp được nó. Và nó thì thường xuyên nó đến, lúc thì nó rủ dê, nó ngọt ngào, lúc thì nó hăm dọa, lúc thì nó đủ các trò. Đó là gì? Năm cái thằng ấy là năm thằng giặc ấy, là năm thằng gì? Tham dục, sân hận. Năm triển cái, tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trào cử hối tiếc, hoài nghi. Năm cái thằng đấy thường xuyên nó có mặt trong ta. Tâm chúng ta cứ sảnh ra cái là năm thằng đấy nó có mặt. Và nếu không có chánh niệm tỉnh giác là các vị bị nó lúc thì nó rủ dê, lúc thì nó mua chuộc, lúc thì nó dọa dẫm, lúc thì nó, và các vị bị trói buộc, bị nó đè nữa. Cho nên các vị cố gắng hiểu cái điều đó nhé. Thì đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai: kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con sáng tỏ hai vấn đề sau. Khi kinh hành con biết mình nhấc bước và đặt chân thì con không niệm nữa, có được không? À, câu thứ nhất thì chúng ta phải hiểu niệm là cái gì đã chứ, thì chúng ta mới biết là con nên làm hay không làm nhé. Theo các vị, niệm là gì? Trong trường hợp này này, con niệm hay không đó, cái từ niệm đó là trong tiếng Việt nó cũng hay gây ra sự nhầm lẫn lắm nhé. Hả? Niệm ở đây các vị nói đây là niệm, đây có nghĩa là con nhắc thầm trong tâm hay không đó. Hả? Có phải vậy không? Tức là ý của câu hỏi đó là có phải là khi con đấy con có cần nhắc thầm trong tâm nữa không đó? Cái niệm ở đây, cái từ mình đây chúng ta hiểu thì cái niệm ở đây là phải, trong trường hợp này chúng ta hiểu là khi nhắc các vị phải có niệm đó, là các vị phải có nhắc thầm trong tâm. Chứ còn niệm cái nghĩa bình thường của nó chỉ là nhớ, chỉ nhớ thôi.
Trí nhớ về bản chất của nó là trí nhớ, nhưng mà cái nhắc thầm trong tâm đấy là giúp cho chúng ta nhớ đến đối tượng. Tức là thực ra cái nhắc thầm trong tâm, cái niệm thầm trong tâm đấy chính là hướng tâm đến đối tượng. Tức là tâm, tâm gì? Trong cái năm cái chi thiền đó, và giúp cho chúng ta có thể định được một trên đối tượng đó là gì? Tâm tầm là hướng tâm đến đối tượng. Các vị có thể không niệm thì vẫn cái đà, cái quán tính của cái niệm trước nó vẫn còn tồn dư, nhưng mà các vị không niệm tiếp thì các cái sau nó sẽ lại thất niệm. Và sư đã nói rồi, cái niệm thầm đấy, thứ nhất là một là hướng tâm đến đối tượng là tâm tầm. Cái thứ hai mà sư nói có một cái vai trò cực kỳ quan trọng là, còn nhớ không? Nhớ không? Có vai trò gì nữa không? Ngoài cái niệm thầm này này, tách tâm mình ra, không đồng hóa với cái sự thấy biết hiện tượng đó một cách chấp thủ, có cái tôi cái ta thấy biết trong đó. Đây nó chỉ là một cái tâm nhắc nhở rằng có cái sự ấy nó đang hiện diện và có cái tâm nó đang quan sát. Nó khác hẳn với cái sự thấy biết của người bình thường. Như vậy ở đây cái niệm thầm có vai trò vô cùng quan trọng trong cái... Các vị đừng có bỏ cái niệm thầm này. Chừng nào các vị chưa vượt qua được bậc thiền thứ nhất, sơ thiền, khi đó, khi các vị đắc cái an chỉ định, cái mức độ thiền thứ nhất rồi đó, các vị muốn lên tầng thiền, tầng thiền thứ hai, các vị bỏ tầm, bỏ tứ. Các vị có hiểu không? Thì lúc đó các vị hãy bỏ cái đó đi, thì vì lúc đó nó cái tầm cái tứ nó là một cái thành phần nó thô, nó làm rung động, nó làm cản trở cái sự phát triển của cái nhất tâm ở trong cái các chi thiền. Như vậy các vị nên duy trì cái đó càng nhiều càng tốt. Về sau nó trở thành automatic đấy. Bây giờ cứ tạm gọi là các vị mới tập tu thì cứ bảo là các vị nhớ phải niệm nhé. Chẳng có cái vị nào ở đây đâu mà niệm đâu. Cái tâm nó khởi lên đấy, cái niệm đấy, nó xuất hiện đấy, cái tâm sở niệm đó. Nó khởi lên đó. Nó do chúng ta làm sao? Tại sao nó khởi lên? Do cái nghiệp. Rồi những cái gì? Nó được nghe, được hướng dẫn này. Nó thấy nhìn xoanh môi trường, nó được dạy. Nó nhớ. Và nó lặp lại, nó tái khởi, nó tái sinh trong nó. Chứ không phải các vị niệm đâu, các vị đừng có nghĩ các vị đang niệm. Cái niệm nó đang khởi lên trong các vị đó. Và về sau các vị thấy cái đó rõ lắm. Bây giờ thì các vị vẫn bị đồng hóa với nó, cứ nghĩ là tôi niệm. Nhưng về sau các vị thấy rõ rồi, cái niệm nó cũng là một cái suy nghĩ nó khởi lên mà thôi. Và nó cũng sinh ra và nó diệt đi. Và không phải chỉ có niệm đâu, mà tất cả các tâm đều vậy. Các vị sẽ đến một lúc nào đó các vị trực nhận ra cái điều đó. Nó cứ khởi lên, nó cứ đến, nó đi hoài á. Mà không có tôi ta nào đấy hết á. Lúc đó là thật sự là các bắt đầu các vị đã bắt đầu nhận chân ra cái sự sinh diệt của nó, và các vị bắt đầu nó thấy được bản chất của nó, nếm hương vị của giáo pháp nó ở chỗ đó. Các vị có hiểu không? Như vậy là câu trả lời ở đây là gì? Khi hành thiền con biết mình đang nhấc bước và đạt được đặt chân thì con không niệm nữa, có được không? Tức là chúng ta làm sao? Câu trả lời là gì? Cố gắng duy trì cái niệm nhé, niệm thường xuyên, hướng tâm đến đối tượng. Tại vì cứ không hướng tâm đối tượng là tâm nó lại chạy đến lúc khác, chỗ khác ngay lập tức. Mà thậm chí đã hướng tâm đến đối tượng rồi, tâm nó vẫn còn chạy. Các vị có bao giờ cứ niệm phải mà chân trái bước không? Thường xuyên. Cho nên lúc đấy nó không phải là ấy, nó cũng vẫn là niệm thầm đó. Lúc đấy nó không phải là niệm thầm hướng tâm nữa, mà nó chỉ là cái lời nhắc đi nhắc lại trong đầu thôi. Nó cứ lặp đi lặp lại không? Phải hết sức cảnh giác. Hết sức cảnh giác trong việc. Đấy, câu thứ nhất. Câu thứ hai. Khi các vị Phật, Bồ Tát và A-la-hán không còn sinh tử. Các câu này nó đã bắt đầu sai ngay từ đầu rồi. Không còn sinh tử, luân hồi nữa thì ở cảnh giới nào ạ? Phải chăng có cảnh giới riêng không còn sự tái sinh hoàn toàn nữa? Xin Thầy chỉ giúp. Thứ nhất là không còn sinh tử luân hồi thì các Bồ Tát này không nằm trong cái danh mục này nhé. Chỉ có Phật và A-la-hán thì đúng rồi nhé. Còn Bồ Tát là cái vị đang vun bồi cái ba la mật để trở thành Phật. Mà Phật ở đây thì trở thành Phật theo nghĩa là Phật chánh đẳng giác đó.
Ở đây cũng nhân tiện nói luôn, các vị có mấy loại Phật tất cả? Hả? Ba loại Phật. Phật đấy theo nghĩa là sự giác ngộ, Buddhi. Và cái người giác ngộ là Buddha. Nhưng mà thông thường chúng ta hiểu chữ Buddha ở đây mà viết hoa đó là nói đến ngài Gotama, Phật chánh đẳng chánh giác. Chứ còn ít khi nhắc đến khi nói đến chữ Phật thì người ta thường hình dung đến đó. Nhưng mà cái nghĩa rộng của nó, tức là cái người giác ngộ thì có ba loại. Một là bậc Phật chánh đẳng giác, hai là Phật độc giác, ba là Phật thành văn. Thành văn thì sự khác biệt nó như thế nào, quý vị có nhận được ra không? Phật chánh đẳng giác là không có thầy chỉ dạy, cứ vun bồi trọn vẹn bao nhiêu ba la mật, hả? 30 ba la mật, các vị thuộc bài cho phép đó. Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, hả? 10 ba la mật, 3 thành 30 trong bao nhiêu lâu? 4 A tăng kỳ kiếp là chỉ có cái kiếp cuối cùng là khi mà đã có được con thọ ký rồi, còn trước đó là phát nguyện trong tâm, rồi thì là phát nguyện ra ngoài miệng, xong rồi được thọ ký. Từ lúc thọ ký thì cũng mất 4 A tăng kỳ kiếp, mà 4 A tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp trái đất đấy thì cũng phải là cái loại có thiên về trí tuệ, còn nếu mà thiên về tinh tấn thì mất bao lâu nữa, và nếu mà tín tâm thì gấp đôi lên. Đó. Cho nên là chúng ta hiểu như là vậy, là cái vật Phật đây tranh thủ nói luôn là Phật chánh đẳng giác là cái người đã vun bồi viên mãn ba la mật trong từng đó thời gian và đã không thầy chỉ dạy, không cần có thầy. Còn Phật độc giác thì sao? Cũng tự ngộ, nhưng mà khác với Phật chánh đẳng giác là sao? Không có giáo pháp để mang ra truyền dạy lại cho chúng sinh. Và cái cũng vun bồi viên mãn các cái 30 cái ba la mật đó. Thế còn các cái đức, các cái bậc giác ngộ gọi là Phật thành văn đó là những ai? Đúng rồi, phải nhưng nhờ vào cái giáo pháp đó. Giáo pháp nào? Tứ thánh đế đó, bát thánh đạo đó. Đó thì bằng cái giáo lý đó thì cũng là chứng ngộ được, giải thoát được và cũng không còn tái sinh nữa. Thì đó là cái thứ nhất, là trong nó không có danh mục Bồ Tát nhé. Bồ Tát là người làm sao đang vun bồi cái gì? Ba la mật để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác nhé. Mà muốn trở thành Đức chánh đẳng giác thì các vị phải vun bồi ba la mật rất lâu dài như vậy. Bây giờ mà các vị đó thậm chí đã phát nguyện mà được thọ ký rồi ấy, mà có cơ hội trở thành đắc đạo quả, trở thành bậc thánh là các vị cũng tránh đó. Các vị biết tại sao? Vì các vị nếu mà đắc đạo đắc quả thì tối đa các vị còn có 7 kiếp nữa thôi à. Không có đủ thời gian vun bồi ba la mật để có đầy đủ trí tuệ chánh đẳng giác, nhất thiết chủng trí tuệ, từ bi hỷ xả, tất cả không đủ thời gian để làm những việc đấy nữa. Cho nên là các vị đó là không có rốt ráo dẫn đến cùng đâu, tại vì các vị đã phát nguyện trở thành Phật rồi đó. Các vị không đi theo con đường để trở thành A La Hán đâu. Các vị hiểu? Tại vì các vị cái phát nguyện của các vị mạnh lắm, cao quý lắm, cao thượng lắm. Và các vị đã đi con đường đó, từ bỏ tất cả, thậm chí cả mức độ giải thoát ở cái mức độ là như vậy đó, chỉ để làm sao có được cái trí tuệ toàn chánh đẳng giác, để có thể có được cái giáo lý, để có thể giúp được cho chúng sinh. Cái nguyện lớn, nguyện làm Phật là lớn vô cùng, nó không thể cũng là nghĩ bàn. Cho nên là không có dễ dàng gì cả. Đa phần chúng ta đó cũng thỏa mãn với cái gì, là trở thành bậc A-la-hán, chấm dứt sinh tử luân hồi. Và cái hoàn toàn đấy cũng rất là chính đáng và hoàn toàn cao quý và cao thượng nhé. Cho nên chúng ta không có, đấy là do nghiệp lực của mỗi người, do cái nguyện lực của mỗi người, do cái nghiệp lực của mỗi người nó dẫn đến những cái phát nguyện như thế nào thì chúng ta thì, nên chúng ta phải biết là đấy là cái sự phân biệt giữa Phật Bồ Tát các vị A-la-hán nhé. Thế còn không còn sinh tử luân hồi nữa thì các cảnh giới nào? Chẳng có cảnh giới nào.
không có cảnh giới nào hết. Niết bàn là người ta nói, sư đã nói buổi sáng rồi đó, là một cái từ để chỉ cho một cái, nó nhiều cái nghĩa, nhiều cái ý nghĩa sâu xa vi tế, không chỉ có khi nào chứng đắc thì chúng ta hiểu được thôi, chứ còn bây giờ đem giải thích thì cũng chúng ta chỉ biết rằng đấy không phải là cái cõi này mà đến, không phải nơi mà trú, lúc đấy nó không có cái gì hết, không có danh, không có sắc, không có tất cả cái gì, chẳng có cái gì cả. Không phải cõi đến, không phải nơi đến, không phải có một cái cảnh giới nào hết. Từ bây giờ tất cả những cái từ đó thì trạng thái, nhưng mà trạng thái gì? Nó trạng thái là tham sân si không còn dư sót, thì đấy là một trạng thái đó. Nhưng mà đấy chỉ là một trong những cái đặc tính của nó thôi, một trong cái yếu tố của nó thôi, chứ còn nó không phải như vậy, hoàn toàn chỉ có vậy, nó còn nhiều thứ khác nữa. Tất cả cái gì có chữ phủ định mà không là nó chắc là liên quan đến Niết Bàn. Cái gì mà cũng trả lời không mà cuối cùng nó bảo thế thật sự không có gì à, cũng không phải nốt. Đó, nó chúng ta cũng không nên đi sâu quá vào cái đó nhé, tại vì nó không thì nhức đầu lắm, vỡ đầu mất, tại vì cứ ngồi suy luận như vậy thôi thì chả có giải quyết được cái gì, chả giúp được chúng ta đâu, không có giúp được chúng ta đâu. Tốt nhất là chúng ta làm sao chánh niệm tỉnh giác liên tục, rồi thì cái tâm nó vớ lấy cái Niết Bàn nên làm đối tượng, thế là chúng ta biết đó. Gọi là chúng ta biết những cái tâm nó nhận đối tượng Niết Bàn làm đối tượng, tâm đạo đó. Nhưng trước sư dặn đó, đạo đó chỉ có ở trong Phật giáo đó, chính là tâm siêu thế, tâm tuệ, tâm siêu thế, lấy Niết Bàn làm đối tượng, đưa chúng sinh ra khỏi tam giới, thoát khỏi tam giới, chấm dứt sinh tử luân hồi nhé. Để như vậy, và chúng ta bây giờ cũng biết vậy thôi, nhưng mà tập trung vào làm sao, làm như thế nào để được như vậy, chứ đừng có nói cái đó nó là cái gì, nó ở đâu, cứ tò mò mãi cái đó thì chả có ai giải thích được cho các vị. Mà nói thẳng là nếu có người giải thích các vị cũng chẳng hiểu gì cả, nói thẳng luôn đó, tại vì nó sự thật nó là như vậy. Cho nên chúng ta chú ý cái gì, câu hỏi gì quan trọng hơn đối với chúng ta? Câu hỏi gì là quan trọng nhất đối với chúng ta? Làm cái gì? Làm như thế nào? Làm để làm gì? Hả? Đó, các vị cứ xoay cho sư mấy câu hỏi đấy thôi. Các câu hỏi khác biết cũng được, trả lời cũng được, không biết cũng được, thôi quên. Đừng có để cho nó làm rối trí mình, đừng có làm nó làm cản trở cái bước con đường của mình. Hả? Trả lời được thì trả lời, không trả lời thôi quên. Tại vì sao trả lời được nó lại ra câu hỏi khác. Chả bao giờ nó thỏa mãn cả. Đủ loại câu hỏi trên trời dưới biển, mà chúng ta cứ chạy theo những câu hỏi đó. Đức Phật nói rồi, ta thì biết nhiều lắm, như lá trong rừng ấy. Cái hiểu biết của ta, cái trí thức, cái kiến thức của ta, mọi thứ chúng được biết như là nhiều như lắm. Nhưng cái người ta đem ra, ta chỉ cho các ngươi đó, nó chỉ như là một cái rúm lá ở trong tay này thôi. Nhưng mà đấy làm sao? Hoàn toàn đủ để giúp cho các ngươi giải thoát khỏi khổ đau. Ta không nói đến tất cả những cái lá cây trong rừng làm gì, vì cái đó nó không làm sao giúp cho các quý vị giải thoát khỏi khổ đau. Có vậy thôi. Cho nên chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy tập trung vào cái câu hỏi làm gì, làm như thế nào, làm cái gì để thoát khỏi khổ đau. Có vậy thôi nhé. Đừng có... Thế trong cuộc sống, trong đạo này, làm câu hỏi lắm. Ủa hết tai. Ngồi cứ ngồi tranh luận với nhau hoài, chia sẻ. Có mỗi chữ niệm này, các vị viết đến hàng trăm cái quyển luận án tiến sĩ, nói viết. Ông nào nói cũng có vẻ hay, cũng có vẻ đúng cả. Nhưng mà vẫn cứ đau khổ hoài. Tại vì các vị chỉ cứ chia sẻ cái từ ngữ. Đấy là cái câu thứ hai, tạm thời như vậy. Câu thứ ba. Con có hai câu hỏi, xin Thầy dạy cho. Chính trong các tăng ni cũng nói, muốn tu tứ niệm xứ phải khởi đầu bằng thiền định. Do đó, trường thiền Pa Âu năm nào cũng đông tăng ni tục, nhưng ở Việt Nam không thấy dạy phương pháp này, chỉ có khóa tiệm xứ. Câu này không đúng. Ở Việt Nam chỉ có tứ niệm xứ là không đúng.
có các cái khóa thiền của các ngài bên Pao, cái dòng Pao về Việt Nam đó chứ, các vị không đến thông tin cũng đến, các vị không đến dự thôi chứ, có đấy chứ. Nên câu này không chính xác nhé, tức là có đó, tồn tại có cả đó, các ngài, ngay cả ngài Pao cũng sang đây giảng đó, chứ không phải là nhé. Tức là có cái đấy là cái thứ nhất, nó không chính xác. Câu thứ hai, chính trong các tăng ni cũng nói muốn tu tứ niệm xứ thì phải khởi đầu bằng thiền định. Các vị nghe ai? Nghe các tăng ni hay là nghe lời Phật dạy? Hả? Hả? Cái bệnh của chúng ta là cứ nghe ông hàng xóm, bà hàng xóm á. Hả? Mà cái lời Phật dạy thì chả chịu nghe, chả chịu tìm hiểu gì cả. Nó có bốn cái lộ trình đó. Chỉ trước quán sau. Gì nữa? Hả? Chỉ quán xong tu. Rồi gì sao? Quán chỉ. Rồi sao nữa? Rồi còn cái cuối cùng nó giải thích hơi khó à, thì cũng tạm cũng gọi là cứ thuần quán đi nhá. Nó có cả các lộ trình, mỗi lộ trình nó đều dẫn đến kết quả cả đấy chứ. Tại sao nó phải có duy nhất đâu? Nếu mà Đức Phật nói duy nhất chỉ có một lộ trình là đầu tiên phải khởi đầu bằng thiền định nhá. Nhưng mà đây là chỗ này thì câu hỏi này thực ra người này như chư sư chưa nói là có khi chưa phân biệt được Samatha với cả Samadhi nhá. Khởi đầu bằng thiền định hay là khởi đầu bằng thiền chỉ, nó khác nhau lắm, khác nhau. Mà sư nói rồi, cái Samatha này không phải là không có định. Nên các vị tu tập ở đây đó, mà sư cứ nói là các vị phải tinh tấn liên tục, giữ tâm trên đối tượng là các vị đang tu tập định đó. Nhưng cái định này nó cùng thời xuất hiện cùng với tuệ ngay lập tức. Tại vì cái đối tượng của chúng ta là sự sinh diệt của danh sắc. Cho nên cái tuệ khi có định là có cái tuệ hiểu biết, tức là có cái hiểu biết về bản chất đó, tức là có đồng thời nó cùng có mặt. Cho nên là tu tập vĩnh sát không có nghĩa là không có định. Các vị toàn hiểu nhầm những chuyện đó và các vị đi sai lầm nhé. Cứ lơ và lơ vừa lên phát lên phất. Có nhiều người đó, có những bậc thầy của Việt Nam ấy, trong năm tông ấy, sư không nói thằng các cái dòng khác đâu. Dòng khác thì không có thời gian để ấy. Chỉ nói trong năm tông có vị rất nổi tiếng, cũng nói rằng là chẳng cần phải cố gắng gì đâu. Cứ để cái tâm trong sáng tự nhiên mà quan sát sự vật nó như nó đang là. Các vị có nghe thấy cái lời giảng đấy không? Chẳng cần phải cố gắng thì cả là vứt hết các phương pháp đi. Hả? Để cái tâm trong sáng tự nhiên ấy mà quan sát. Xin hỏi các quý vị, tâm trong sáng tự nhiên nó ở đâu? Nếu không phải là sau khi đã đạt định và nó thanh lọc được. Lấy đâu ra tham sân si nó che khuất mình như vậy? Lấy đâu ra tâm trong sáng tự nhiên mà quan sát? Hão huyền. Đảng lộn. Cái đấy là kết quả. Sau khi đó có được định, sau khi lỗ được tinh tấn, có diệt trừ được năm triền cái đó, đè nén được năm triền cái, năm chi thiền khởi lên các thứ đó, tâm đấy được thanh tịnh, được trong sáng, được nhuần nhuyễn, dễ sử dụng, vững chãi. Tâm đấy dùng đó quan sát thực sự. Mà muốn có tâm đấy phải tu tập chứ, tự nhiên nó xuất hiện đâu, nó phải có nhân có quả chứ, tự nhiên làm sao có được. Mà nếu không tu tập kiếp này thì các vị đã ít nhất thì tu điệp nó không biết bao nhiêu đại kiếp trước rồi. Hả? Cho nên nói cách dạy như vậy làm cho có cái Phật tử ấy đâm dễ vui. Rồi thì gây ra cái ảo tưởng rằng là chỉ cần như thế là đủ. Các vị cứ ảo tưởng như vậy rồi cuối cùng sau cuối đời mới lãng phí cuộc đời, mới ổ. Cuối cùng mình đã sai đường. Nhá? Các vị lưu ý cho sư cái chuyện đó. Đấy là cái thứ, cái câu đấy là chính trong tăng ni cũng có nói tứ niệm xứ phải tu tập khởi đồng định, thì cái câu này trả lời khẳng định luôn là chư tăng ni có rất nhiều mức độ khác nhau. Cho nên cứ người nọ nghe người kia, người nọ nghe người kia đó thì vẫn còn thiếu cơ sở lắm. Mà muốn biết chính xác hay không thì chúng ta phải tìm đến là nếu chư tăng ni đó chỉ ra rằng là trong kinh này Đức Phật nói rằng là chỉ duy nhất là phải tu tập định trước, tức là thiền chỉ đấy, trong trường hợp theo suy nghĩ là người ta muốn nói đến thiền chỉ đó, Samatha trước đó, thì lúc đấy thì chúng ta mà trong sự khẳng định với các vị đó có thể chỉ ra trong kinh điển đó cái bài kinh nào nói lên là có bốn cái lộ trình đó nhé. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, không phải cứ ai nói gì cũng cái này là. Cái bệnh này là bệnh của người Việt Nam, hay nghe người ông bằng xóm bằng tóm mà chả chịu nghe lời thầy của mình. Cứ ông hàng xóm nên nó gần mà, rồi nó tỉ tê mà, nó nói lại là nọ.
Thế là tin. Cái hiểu biết nó chưa chắc chắn thì ngay tin những cái điều vớ vẩn. Thế nên các vị nhé, muốn thi chỉ trước cũng được, cái đấy là lộ trình đúng, sư không có phản đối, sư khuyến khích nhé, một cái lộ trình đúng tốt. Thứ thu thuần vipassa cũng là một lộ trình, nhưng mà sư cũng nhắc cũng cần phải có định nhé, không có định các vị không có tuệ, tuệ chi mà chỉ có tưởng chi và thức chi. Các vị muốn giải thoát các vị phải hướng đến cái đó. Ban đầu thì các vị hẳn còn phải tập, đừng có mong vội mong cầu thì các vị nản. Các vị hãy thực tập đều đặn thường xuyên như sư, thế thôi. Rồi thì tự khắc nó tích lũy nhé, các cái năng lực, các khả năng đó, nó tích lũy nhé. Đến lúc nào đó nó chín muồi thì các vị dồn tâm dồn sức gắng sức trong những giai đoạn nhất định, thì lúc đó các vị sẽ chứng đạt nhé. Thì đó là cái câu tiếp theo. Khi con luôn nhớ giữ lưng thẳng, cổ thẳng thì toàn thân con có những cái lắc dùng mình. Kính thầy giải thích dùng con tại sao. Các vị có ai bị không? Một người bị, ai bị nữa? Hả? Con lắc có dùng à. Hả? Con lắc có dùng à. Thế à, lắc dùng. Thế bây giờ các vị muốn giải thích gì? Hả? Có đúng không là như thế nào? Thế thì phải hỏi con thành như thế này có đúng không chứ, con lại hỏi là nó có đau chỗ nọ, nhức chỗ kia, nó rung chỗ nọ, nó lắc chỗ kia thì bảo có đúng không thì làm sao mà ấy. Hả? Hành có đúng nhưng không nói là mình hành như nào thì biết là có đúng hay không. Hả? Còn cái chuyện gì nó xảy ra đó, nó đủ thứ chuyện nó xảy ra, mỗi người xảy ra một kiểu, người thì đau tay trái, người thì đau tay phải, người thì đau chân, người thì đau ngực, người thì đau, người thì nóng chỗ nọ, người nóng chỗ kia. Mà cứ đi hỏi là tu tập thế có đúng không thì làm sao mà trả lời đi có các vị được. Cái hiện tượng thân tâm nó vậy đó, mỗi người một khác nhau đó. Hả? Các vị chỉ có thực tập đúng là gì, là xoay về là gì, ghi nhận nó mà thôi. Hả? Niệm thầm là à gì, đau đau, nhức nhức, hoặc là nó chuyển động, nó lắc lắc, nó đang có việc đó đấy. Các vị cứ ghi nhận nó thôi, thế là đúng. Các vị mà cứ lo lắng sợ hãi thì là sai. Vì sao? Vì các vị không ghi nhận được cái tâm lo lắng sợ hãi đó và tin vào nó. Một cái mà sư thường xuyên dạy các cái thiền sinh ở trên chỗ sư, đừng có bao giờ tin vào cái tâm nó nghĩ nó ngợi trong đầu, kể cả tốt cả xấu. Căn cứ vào đâu mà sư nói cái điều đó? Các vị có biết Đức Phật ví cái ngũ uẩn này đấy, giống như cái gì không? Sắc thì giống gì? Bọt, đống bọt. Con nhớ cái bài kinh đấy không? Hả? Sắc thì giống đống bọt. Thọ thì giống gì? Bọt nước. Tưởng thì giống gì? Hả? Thọ tưởng. Hành thì giống gì? Thân cây chuối. Thức thì giống gì? Hả? Thức thì giống gì? Đức Phật dạy các vị phải quán tưởng cái đó, giống như nhà ảo thuật lừa dối, mà thức chính là tâm đó. Mà đã ảo thuật, đã lừa dối thì việc gì phải tin nó. Thế sư không có nói gì khác lời Phật đâu, chỉ có nói là đừng có tin nó thôi. Tại vì sao? Đức Phật dạy thức nó giống như nhà ảo thuật ấy, lừa dối. Lúc nó nói như này, lúc nó nói khác, đừng có tin nó. Bất kể cái gì cũng đừng có tin. Mà mỗi các vị muốn không tin, các vị phải phát hiện là nó đến nó đi chứ. Các vị đồng hóa với nó rồi thì các vị nói chuyện gì tin hay không tin ở đấy. Có hiểu không? Cho nên lúc mà nó chê, nó bai, nó bảo mình kém, mình lười, mình biếng, cứ đừng nghe. Mà lúc khen mình giỏi, mình tài, mình thế nọ, đắc đạo, đắc đấy, đừng có tin. Toàn những cái vớ vẩn. Vì sao? Nó sinh ra, nó diệt đi, có vậy thôi à? Mà các vị thì cứ bám chặt vào nó, cứ đồng hóa với nó. Là, ồ, tôi ngộ rồi, con hiểu rồi. Thậm chí còn đắc đạo rồi. Đã đắc đạo rồi thì không bao giờ nói những câu như vậy. Tại vì nó, cái tâm đắc đạo ấy, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Chỉ có điều bây giờ em không còn tham dân si nữa thôi. Tại vì nó có ích lợi gì đâu mà tham dân si, ba cái thứ lằng nhằng đó. Đó, ích lợi nó là vậy đó.
Chứ còn bảo là tôi ngộ rồi, tôi hiểu rồi, tôi đắc nọ đắc kia, quyền quyền ngay, quyền khẩn trương, đừng có tin nữa. Nó chỉ là cái tâm thức nó phát khởi, nó phân sinh ra của nó lừa dối mình thôi. Mà muốn biết được nó lừa dối hay không, quán tưởng cái đó. Các Đức Phật dạy cái trong cái câu cái bài kinh đó là sắc thọ tưởng hành thức, mà còn 11 cái, một cái 11 cái nhóm sắc thọ tưởng hành thức đó, 11 cái nhắc luôn đây, chắc quý vị cũng đã từng nghe hoặc chưa từng nghe. Một là quá khứ, hiện tại hay tương lai là ba, trong ngoài, xa gần, thô tế, hạ liệt, cao sang. 11 cái loại sắc thọ tưởng hành thức đó đều là vô thường, khổ, vô ngã, không phải tôi, không phải ta. Không phải từ ngã của ta. Mà đã không phải tôi, không phải ta, không phải cùng tương lai, thầy các vị làm sao? Hãy từ bỏ nó đi. Từ bỏ nó đi thì các vị được gì? An lạc và hạnh phúc. Đấy là cái lời Đức Phật dạy như vậy đó. Chứ thực ra muốn từ bỏ thì các vị từ bỏ bằng cách nào? Theo các vị. Nghe thì thấy đúng rồi đó. Thì phải bỏ rồi, không phải ta, của ta, mà phải bỏ. Thế theo các vị bỏ đi bằng cách nào? Buông bằng cách nào? Buông với bỏ thì khác gì nhau? Và quý vị hỏi buông thì bảo là bỏ, bảo bỏ thì bảo là buông. Không quan tâm đến à? Không quan tâm đến thì có hết được không? Có bỏ được không? Đúng rồi, trí tuệ chứ. Buông bỏ là buông bỏ bằng trí tuệ. Tất tần tật của đạo Phật là chỉ liên quan đến trí tuệ, muốn rốt ráo là trí tuệ hết. Thì có bằng trí tuệ buông bỏ đấy. Không phải để đem cắt tai xẻo mũi. Tham không phải là cứ đem tiền vứt ra cửa sổ đấy, nó vứt đi được đâu. Rồi mình vẫn còn muốn thế nọ, muốn thế kia, thứ không phải. Không bỏ bằng cái gì? Trí tuệ gì ở đấy? Trí tuệ gì đấy? Minh sát rồi, nhưng mà trí tuệ gì ở đấy? Thấy được bản chất thật sự của mọi hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội, trong tất tần tật. Bản chất của nó là gì? Sanh diệt. Tức là gì? Khổ, vô thường, vô ngã. Các vị cứ nghe mãi rồi nhưng mà cứ hỏi ngược lại, các vị cứ lúng ta lúng túng. Không phải nhiều quá, tại vì các vị không hiểu được cái bản chất của nó. Không phải nhiều gì đâu, chỉ có một thứ. Tất tần tật nó chỉ xoay quanh trí tuệ. Tất tần tật nó chỉ quanh buông bỏ, không tham, không sân, không si, tất tần tật. Tất tần tật chỉ có liên quan đến mỗi cái là trí tuệ, hiểu biết cái bản chất của nó. Mà muốn có được trí tuệ đấy, phải thực hành tứ niệm xứ, phải thực hành Vipassana. Thế thôi. Ngắn gọn như vậy, nói chỉ có nửa câu là xong. Các vị nghe đơn giản, các vị không nghe, các vị thích nghe những điều cao xa cơ. Cao xa ở đâu cơ, viển vông ở đâu cơ. Phân tích đi, phân tích lại, chứ còn đơn giản nó chỉ có vậy thôi đó. Cho nên các vị nếu mà hiểu được đó thì các vị mới chăm chú từng giây từng phút một, nhấc bước đạp phòng xẹp. Còn các vị mà không thấy được, cứ nói là tưởng là hiểu, không hiểu thì các vị chỉ được hai lần ba lần là tâm các vị đã chạy đi rồi, các vị chẳng muốn làm tiếp nữa. Cái tu tập của chúng ta nó chỉ phụ thuộc cái điều rất đơn giản, vì nó quá đơn giản cho nên các vị mới làm sao không có thèm để ý, không có thèm quan tâm, không có tìm, cứ đi tìm cái gì đâu. Cứ đi tìm cái gì đâu nhé. Cho nên hôm nay sư nhắc các vị để các vị quay lại cái điều đơn giản đó. Và chính cái điều đơn giản đó chính là cái trí tuệ tối thượng đó. Xuất thế nó nằm ở đó đó. Sự sinh diệt khổ vô thường bản chất của nó, tất cả nó nằm trong cái đó thôi. Chỉ có gói gọn trong chức sinh diệt thôi. Đức Phật trước khi chết, trước khi nhập Niết Bàn cũng nói rằng là tất cả các pháp hữu vi đã sinh ra đều hoại diệt. Các vị hãy chớ gì? Dễ vui, chợ dễ vui mà thất niệm. Appamadena Sampadetha. Câu cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nhắc cho tất cả các đệ tử của Ngài là gì? Appamadena Sampadetha. Hằng ngày các vị đây, mỗi khi mà các vị thọ tam quy và ngũ giới và ba giới đấy, thì cái người truyền giới các vị đó thường xuyên nhắc lại cho câu các vị cái câu cuối cùng của Đức Phật. Các vị được nghe trực tiếp đời của Đức Phật thông qua đời Quang Trì Tăng nhắc lại cho các vị.
Appamadena Sampadita. Các vị nhớ cái câu đó nhé. Ghi lòng tạc dạ cái câu đó. Ghi lòng tạc dạ cái câu đó. Câu đó là cái câu Đức Phật dạy cuối cùng dành cho các vị. Vị nhớ cho. Thì đấy là tiếp tục. Trước đây tu tập con có những cũng có đau chân. Sau này khám bác sĩ thì con bị loãng xương, thoát đĩa, ổ đĩa đệm, thoái hóa cột sống, nắm bệnh giống sư thế. Suy giãn thịnh mạch, viêm khớp, gối, không cho ngồi thiền. Nhưng nếu con thiền và khi đau quá, con phải chuyển động chân một chút cũng được chứ, phải không thầy? Miễn là có tác ý, con kính gầm đúng rồi. Không có gì. Chúng ta tu tập... chúng ta nhắc lại cái ví dụ của cái dây đàn nhé, quý vị hiểu không? Quý vị nên nhớ cái trung đạo nhé, nhớ đến con đường trung đạo. Chúng ta không có gắng gượng một cách quá đáng, nhưng không có dễ dùi đơn giản. Và làm như thế nào để không có gắng quá mà cũng không dễ dùi, chỉ có tự các vị biết thôi. Các vị rất đau, các vị phải ngồi ghế. Thì có người khác nhìn vào bảo ô cái ông này, cái cô này chẳng có tinh tấn gì. Nhưng có biết đâu người ta rất tinh tấn, người ta mới đến đây, người ta ngồi mặc dù đau, mặc dù phải ngồi ghế, người ta vẫn đến đó. Hả? Thì chỉ có người đấy biết, thì người ngoài đánh giá có thể ngược lại, kệ người ta thôi, đừng có đi theo người ta. Tự mình phải biết cái điều đó, có tinh tấn hay không tự mình phải biết. Hả? Chứ đừng có đi theo người khác. Cho nên các vị cứ theo cái lời hướng dẫn đó. Còn cái tinh tấn, cái kham nhẫn, cái chịu đựng, cái dũng cảm đó, thì tự các vị biết nhé, trong tâm tự việc sống, không phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Cái tâm của chúng ta phải thành thực, trong tu hành chúng ta phải thành thực nhé. Không có thành thực, không có trung thực, chúng ta tự lừa dối mình nhé, lừa dối các thiền sư đó, thì chả mang lại lợi ích gì cho các vị. Nếu các vị muốn thành tựu thành công, các vị phải trung thực với chính bản thân mình nhé. Mình đã thực sự là tinh tấn chưa, hay là đây chỉ là cái cớ, hoặc như vậy là chúng ta đã rất tích cực rồi và chúng ta hài lòng với sự tích cực đó, hoàn toàn chẳng có sao hết đó nhé. Cho nên các vị chú ý cho cái. Con có thắc mắc về phòng xẹp của con, có lúc con thấy như không có mặc dù con đang chánh niệm. Thế tại sao lúc nào các vị cũng phải thấy? Thế các vị thấy nó không có không phải là thấy à? Hả? Các vị thấy nó không có không phải là các vị đang thấy à? Hả? Thấy nó không có là đang thấy chứ sao nữa. Vậy vì có chánh niệm tỉnh giác chúng ta mới biết là nó không có ấy chứ. Chứ còn chúng ta không để ý làm sao biết nó có hay không có. Có phải vậy không? Hả? Các vị hiểu chưa? Nhá. Do có chánh niệm thì các vị mới biết nó có hay không có. Và cái đấy là đúng đắn, là tốt, không có sao hết. Nhá. Còn cái người không có chánh niệm chẳng biết nó có hay không cơ. Hả? Cái đó. Nếu cố ý muốn thấy, cho nên đừng có thấy cố ý muốn thấy làm gì cả nhé. Bỏ qua cái đoạn sau này là hoàn toàn sai, tu tập sai. Cố ý muốn thấy, muốn tìm cái gì đó là sai nhé. Chúng ta cứ thấy nó có là có, không có là không có, nó yếu là yếu, thấy mạnh là mạnh. Có vậy thôi, xem nó diễn biến được bao lâu, nó không có được bao lâu. Cái tâm gì nó xen vào đấy, nó suy nghĩ, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó tính toán, nó tất cả vân vân nhé. Thì đó là cái... Thì đấy là cái đừng có cố mà thấy nhé. Thì con phải hít thở mạnh, đừng có cần phải làm cái gì, cái điều đó làm gì cả nhé. Hiểu chưa? Vị nào đặt câu hỏi này đó, nhớ nhé. Đừng có tìm nhé, đừng có tìm bất kỳ cái gì, kể cả hơn cái khác nữa cũng vậy nhé. Đừng có đi tìm bất kỳ cái gì. Cái gì thấy là thấy, cái gì chưa thấy là chưa thấy. Cứ kiên nhẫn, kiên trì là nói. Cũng như là các cái đầu giữa cuối của một tiến trình đó nhé. Đừng có đi tìm nó làm gì hết, đừng có cố mà thấy nó. Thấy mọi người bảo thấy rõ, kệ người ta, đấy là chuyện của người ta. Chuyện mình chưa thấy mình cứ để ý thôi. Cũng là một người này, có người ta nhìn cái người ta thấy ngay, biết ngay là con người này tốt, người xấu. Còn mình thì nhìn vào chẳng thấy gì cả. Vì sao? Cái kinh nghiệm của mỗi người nó khác nhau, năng lực của mỗi người nó khác nhau. Ta cứ bảo cứ nhìn kỹ đi sẽ biết, thì cứ nhìn. Người ta nhìn một lần thoáng qua, người giỏi ấy, nhìn biết qua người ta biết cái việc này nó phải làm như thế nào, phải làm ra làm sao, như thế nào. Còn mình thì cứ loay hoay mãi hoài. Nhưng mà thôi, cái thiền minh sát thì nó lại bình đẳng ở chỗ là anh chưa biết cũng chẳng sao rồi, anh cứ kiên nhẫn nhé. Không ai bắt anh phải thi, anh phải tốt nghiệp cả.
phải thấy cả trong một thời gian bao lâu anh phải thấy. Có ai bắt các vị đi không? Tu với sư là không bao giờ sư bắt các vị phải thấy cái gì hết á. Các vị có kiên nhẫn hay không? Nếu cứ lặp đi lặp lại là sư mừng. Thế thôi, tại vì các biết làm sao các vị đi đúng đường. Và khi đi đúng đường thì đi nhanh, đi chậm, đường nó xa, nó gần, đấy là chuyện của mỗi người. Nhưng các viễn các vị đi đúng đường thì các vị sẽ đến đích, có vậy thôi. Quan trọng nhất là đi đúng đường nhé. Thế còn không có quan trọng là đi nhanh đi chậm rồi có phải thế nọ, phải thế kia, đạt được cái nọ hay kia. Con hành thiền, với con trong thời thiền con luôn thấy mình tỉnh giác hay biết. Nhưng người bên ngoài luôn nói là con hôn trầm. Vậy con phải chỉnh lại như thế nào? Hôn trầm thì mình phải biết chứ. Không biết. Hả? Không biết là hôn trầm. Hả? Thấy rõ rồi thôi, thế người ta nói thì việc gì phải quan tâm. Kệ người ta. Người ta bảo mình ngủ thì mà thì đấy là chuyện người ta, nếu mình thấy được rõ ràng. Nếu mà gục xuống như này mà không biết mình gục thì làm sao gọi là hay biết được. Thì lúc đấy đang ngủ chứ sao nữa, mà mọi người nhắc như vậy chắc là đúng lắm. Thôi không cần phải mất thì giờ như vậy. Cốc vào đầu cho một cái cho tỉnh dậy. Tỉnh giác, nhiều người thì cứ nghĩ là mình tỉnh giác. Sư nói cho cái hay biết ấy, cái hay biết của con bò, con trâu nó cũng có cái hay biết. Con trâu, con bò có hay biết không? Cái hay biết của cái người thiền minh sát với con trâu, con bò với người không tu thiền minh sát nó khác nhau ở chỗ nào? Các vị có phát hiện được cái sự khác biệt đấy không? Các vị mà không phát biện được cái sự khác biệt giữa cái hay biết bình thường thiếu chánh niệm và cái hay biết có chánh niệm tỉnh giác, các vị phân biệt được cho sư cái hay biết của người tu tập thiền minh sát và của người không tu tập thiền minh sát nó khác nhau chỗ nào? Các vị nói cho sư sử nghe xem, khác nhau chỗ nào? Người ngoài người ta có hay biết không? Có chứ. Người ta hay biết, người ta mới đi đứng nằm ngồi, người ta ăn ngủ các thứ, người ta làm việc nữa có chứ. Hả? Còn mình cũng bảo mình hay biết, mà mình cũng mang tiếng là mình tu thiền minh sát. Sư nói là 100 người đến chỗ sư nói mình hay biết theo kiểu đấy, sư hỏi lại. Cứ ngồi ngơ ra, tu tập sai, tu tập không đúng. Cứ ngộ nhận cho mình là hay biết, thế là có minh sát, cũng phải. Minh sát này minh sát của con bò. Liên tục, không phải, chưa phải. Người hay biết có minh sát theo cái hay biết của người có minh sát và cái hay biết của người không có minh sát, không có thiền minh sát. Và chúng ta đang tu tập minh sát, chúng ta phải có cái hay biết của cái người có minh sát. Hay biết của người có minh sát là tránh xa được cái bất thiện. Còn người không có minh sát là họ có bất thiện. Người bình thường người ta cũng có nhiều người, người ta chẳng có chấp tổ tu tập thì người ta cũng tốt lắm, người ta cũng tránh xa điều bất thiện, người ta lành, người ta tốt dữ lắm à. Người ta chả có tu tập gì hết rồi, không gặp giáo pháp. Nếu mà người ta gặp giáo pháp người ta còn tiến nữa đó. Cái bản chất của người ta trong bao nhiêu kiếp người ta đã tu tập được cái vui mừng, cái bao la mật, người ta lánh dữ, người ta làm lành dữ lắm à, tốt tuyệt vời luôn. Ví dụ như là bên châu Âu ấy, khi mà sư học bên đó gặp những vị thầy ấy, sư phải nói luôn là những người vàng. Sư gọi luôn cái vị thầy của sư đó. Người ta tốt vô cùng luôn, trong đầu người ta không bao giờ có một cái suy nghĩ xấu xa, ô nhiễm bao giờ hết á. Tuyệt vời luôn á. Sư gặp những người đó ngay khi cái thời đi học sinh viên ở nước ngoài đó. Người ta tốt vô cùng lắm. Bản thân các thiện nghiệp kiếp trước người ta dẫn dắt đến đó. Nhưng không có nghĩa rằng là người ta gặp được Phật Pháp, người ta hiểu được Phật Pháp. Người ta biết được con đường phải đi tiếp như thế nào. Người ta chỉ dừng ở đó thôi. Thế cái hay biết của người, các vị đi tu tập thiền minh sát phải phân biệt được cái điều này cho ta. Thì các vị mới tu tập đúng đắn và có kết quả được. Còn nếu không thì các vị cứ vu vơ đến suốt hết năm này qua năm khác. Chính xác, thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng mà chúng ta đang quan sát. Không thấy được sự sinh diệt, không thấy được vô thường của vô ngã của các hiện tượng chúng ta đang cùng nhau. Không phải là sự hay biết của người có thiền minh sát. Và
các vị cố phân biệt cho sư. Khi nào mà mình phân biệt được, mình thấy được, à ở rõ ràng trước này là mình cũng hay biết, bây giờ có hay biết, như thế này mới gọi là hay biết này, của mình sao. Cho nên khi nói đến hay biết của thiền minh sát, ông còn sư thì gặp rồi, tất cả những người đi tu thiền minh sát đến chỗ sư, sư hỏi lại, thế giữ cái hay biết đấy một cách liên tục đến cái hay biết của các vị nó khác như thế nào, không có nói được. Không có nói được thì các vị không có tác ý để các vị tu hành theo cái hướng đó nhé. Các vị phải tác ý vào cái gì? Vô thường khổ vô ngã đó nhé, cái sự diệt đó. Rồi nó chưa thấy, các vị cũng phải luôn tác ý đã, để nó để ý xem đến lúc nó xuất hiện, nó nhìn, nó bắt được. Thì đấy là cái đấy là câu cuối cùng. Vậy con hành thiền trong thời gian con luôn thấy mình tỉnh giác hay biết, nhưng người bên ngoài thì thôi. Đấy nhá, trả lời như vậy nhá. Cái hay biết của mình phải xem lại nhá. Biết nhưng mà có cái lúc mình thấy hay biết, nhưng sau đó nó lại chìm ngay vào cái hôn trầm, thì nó có thay thế nhau, và cái nào nó đang ưu thế. Thì có lúc là mình đang thấy thật, nhưng mà sau đó ngay cái sát na sau mình đã rơi vào hôn trầm mất rồi còn đâu nhé. Cho nên là phải chú ý cái chuyện đó nhé. Chị là tinh tấn, kiên trì, kiên nhẫn, phát hiện ra thì là quay lại cái tỉnh giác, điều chỉnh lại thân, thẳng lưng thẳng cổ lên nhé, vươn người vươn vai, xoay đổi vị trí, đừng để nó rơi vào cái hôn trầm tự nhiên. Rồi tất cả những người mà còn con lắc con rung các thứ phải tỉnh giác nhận ra ngay và chấm dứt ngay, điều chỉnh lại thân, đừng có để cái đấy thành thói quen, rất là nguy hiểm nhé, nó thành bệnh đó nhé. Chưa nói rồi, các vị chỉ có muốn kết quả ngay thôi. Kiên nhẫn, kiên trì. Tránh phòng xẹp đi. Phòng xẹp thì bây giờ hả? Bây giờ các vị nói như vậy thì sư cũng biết, nếu các vị có chánh niệm rồi các vị chẳng phải làm gì nữa đâu. Nhưng mà sư nói rằng là chắc là các vị chưa được có chánh niệm thật sự, mà các vị tưởng là có chánh niệm, mà các vị rơi vào hôn trầm lúc nào các vị không biết. Có vậy thôi. Hả? Cho nên là lúc đấy thì chả có cách nào, trừ người khác cốc cho một cái vào đầu thôi. Hả? Và người khác nói thì nên tiếp thu, có vậy thôi. Hả? Rồi thì mình cứ điều chỉnh dần. Không phải một lúc một nhát nó có kết quả ngay được đâu. À nhé, đừng có đổ tại nghiệp. Nghiệp thì đương nhiên rồi, ai cũng có nghiệp. Nhưng chúng ta đang tạo nghiệp mới đi. Từng giây từng phút để tạo nghiệp mới này, này. Cái người đi tu không bao giờ sợ nghiệp cũ hết á. Cái quả sợ là để tránh là chính thôi, chứ còn không có sợ. Còn chúng ta phải có nhiệm vụ ra gieo cái nhân cho nghiệp mới, có vậy rồi. Gieo nhân gì? Nhân gì? Nói cứ vèo đấy, có bị sợ không theo kịp. Hỏi lại câu, gieo nhân gì? Hả? À, chánh niệm, tinh tấn, tỉnh ra, tín tấn, niệm, định tệ, tất cả những cái yếu tố tích cực đó nhé. À, thì tất cả những cái đó là gieo nhân đó, tìm mọi cách là gieo. Mà thông qua, chúng mình phải nhớ bài, các thiện nghiệp là gì, bất thiện nghiệp là gì, phước nghiệp là gì, tân tân vân vân. Trong thiền, thực hành thiền thì cái gì là đúng đắn, cái gì là không đúng đắn, phải phân biệt, phải nhớ, phải nghĩ. Hả? Và đừng có nghe ông hàng xóm, bà hàng xóm. Hôm nay thì con đã quá giờ rồi, thì các vị tiếp tục chuyển sang cái còn một số cái câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục đi giải thích sau, các vị đừng không có sợ nhé. Sư sẽ lần lượt đi theo tiếp buổi ngày mai nhé.